Cuối năm, lượng phương tiện tham gia giao thông cũng như khách du lịch đến Lào Cai dự báo tăng mạnh. Bên cạnh đó, dọc các tuyến đường như Trần Hưng Đạo, Phố Mới, Kim Tân, Quốc lộ 4 vẫn còn khá nhiều trường hợp vi phạm quy định dừng đỗ xe. Tại một số khu đông dân cư, trường học, tình trạng xe ô tô, xe máy dừng đỗ dưới lòng đường, vỉa hè diễn ra khá phổ biến, gây mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông. Để chấn chỉnh, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố tăng cường tuần tra kiểm soát, nhắc nhở, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Để lực lượng công an thành phố Lào Cai đã tập trung tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Những người vi phạm giao thông về nồng độ cồn và về tốc độ và xử lý nghiêm những hành vi vận tải hàng hóa quá tải trọng rồi cơi nới thành thùng, và đặc biệt nữa là cái phương tiện vận tải hành khách đậu đỗ dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định. Việc tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm thời gian qua tập trung chủ yếu tại các tuyến đường chính, những điểm có nguy cơ gây ùn tắc, mất an toàn giao thông. Những ngày đầu tháng 12, lực lượng chức năng đã xử phạt hàng chục trường hợp vi phạm với hành vi dừng xe, đỗ xe ngược chiều, đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ, nơi có biển cấm. Tuy nhiên, việc xử lý triệt để tình trạng dừng đỗ để đón trả khách còn khó khăn do các chủ phương tiện tìm cách đối phó. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân cũng vô tình tiếp tay cho các hành vi vi phạm. Trong khi triển khai các biện pháp để xử lý các cái trường hợp xe đậu đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định thì nó cũng còn đang gặp một số cái khó khăn vướng mắc, tức là khi có cái lực lượng chức năng đi làm thì các cái phương tiện người ta chấp hành rất là nghiêm túc, nhưng khi không có bóng dáng lực lượng chức năng đi làm thì người ta một phần nhỏ người ta lại đậu đỗ không đúng nơi quy định đón trả khách, gây ách tắc giao thông. Thế trong thời gian tới thì chúng tôi đang đề ra một số cái biện pháp để xử lý nghiêm, tiến tới sẽ xử lý theo phương pháp là phạt nguội, để làm sao đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho bà con nhân dân vui xuân đón Tết an toàn. Để giảm thiểu vi phạm, bên cạnh tuần tra kiểm soát, ngành chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành của người dân, chủ phương tiện khi tham gia giao thông. Sớm hoàn thành cắm biển báo tại các vị trí điểm đón và trả khách trên tuyến tỉnh và quốc lộ, đảm bảo lập lại trật tự an toàn giao thông.